Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong hôm nay có gì hot ngày 18 tháng 5 với những tin tức công nghệ cực kỳ nóng hổi không thể bỏ qua. Mới đây, BGR đã tiết lộ loạt hình ảnh độc quyền nguyên mẫu iPhone 8 mà trang tin tức này có được. Thiết kế nguyên mẫu này hoàn toàn phù hợp với những tin đồn gần đây với hai mặt kính cong trước sau, nút home bị loại bỏ và cụm camera kép theo chiều dọc. Tuy nhiên, mặt sau chúng ta không thấy có lỗ khoét dành cho cảm biến vân tay, nên rất có thể cảm biến này sẽ được đặt bên dưới màn hình. Dẫu sao, đây cũng chỉ là nguyên mẫu, không hề có linh kiện bên trong nên chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì. Trong một động thái khác thì Apple đã xác nhận với Wall Street Journal về việc iPhone SE đang được lắp đặt tại Ấn Độ thông qua các nhà máy đối tác và sẵn sàng giao máy trong tháng 5 này. Tuy nhiên, cái thiết bị Assembled in India này vẫn chưa được tiết lộ về giá bán. Không chỉ Apple mà Samsung cũng đã bị rò rỉ những ảnh chi tiết về Galaxy C10. Đúng như bản vẽ trước đây, Galaxy C10 sẽ là chiếc smartphone có thiết kế tương tự như Galaxy C9 Pro và là thiết bị đầu tiên của Samsung được trang bị camera kép. Dự kiến, Galaxy C10 sẽ được trang bị chip Snapdragon 660, màn hình lớn và hỗ trợ trợ lý ảo Bixby. Đêm qua, rạng sáng hôm nay, Google đã chính thức tổ chức sự kiện Google I/O 2017 dành cho các lập trình viên. Và dưới đây là một số điểm đáng chú ý tại sự kiện lần này. Android O đã chính thức được trình làng với nhiều tính năng mới như Picture in Picture, Notification Dots, tự động điền mật khẩu trong ứng dụng thông qua dữ liệu được lưu trên Chrome, chọn chữ thông minh, Google Play Protect giúp quét các ứng dụng độc hại trên thiết bị, cải thiện hiệu năng cho tốc độ khởi động nhanh hơn. Ngoài ra, Google cũng giới thiệu Android Go, một dự án tối ưu của Android O để chạy tốt trên các thiết bị với dung lượng RAM chỉ 512MB, đi kèm với các tính năng tiết kiệm dữ liệu data. Google cũng demo những tính năng mới dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo như ứng dụng Google Lens cho phép bạn nhận diện và tìm kiếm thông tin vật thể thông qua máy ảnh. Trí tuệ nhân tạo cũng được tích hợp trong Google Photo để giúp nhận diện gương mặt, gửi chia sẻ ảnh chụp với bạn bè thông qua Suggested Sharing hay tạo bộ sưu tập chung của gia đình mang tên Shared Library. Bên cạnh đó, kết hợp với công nghệ mới, Google Photo còn cho phép xóa bỏ vật thể không mong muốn trong bức ảnh của bạn. Trợ lý ảo Google Assistant nay đã được đặt chân lên iOS nhưng sẽ bị giới hạn một số tính năng. Android Instant App cũng chính thức được ra mắt, giúp cho người dùng chạy ứng dụng mà không cần phải cài đặt. Android Device Manager cũng lột xác thành Find My Device, giúp cho người dùng tìm lại smartphone, tablet chạy Android hay smartwatch chạy Android Wear bị thất lạc, và bạn có thể tải ứng dụng này về ngay bây giờ trên Play Store. Google cũng nâng cao các tính năng thực tế ảo với ứng dụng YouTube 360 trên Smart TV, kính thực tế ảo trên môi trường Daydream không cần smartphone, đồng thời xác nhận một trong những smartphone đầu tiên hỗ trợ công nghệ Tango là Asus Zenfone AR sẽ được lên kệ trong vài tháng tới. Trên đây là những tin tức hot nhất trong ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong hôm nay có gì hot ngày mai.